Xin chào các bác nhá. Ôi, hôm nay trời rét 6 độ C. Ngồi này ấm áp quá. Đấy. Hello. Đây là cái chỗ phơi quần áo của nhà em này. Đấy. Hello baby. Đấy. Nào một góc này lướng ăn. Này tối thứ bảy. Ngồi rất là ấm. Con ơi. Bên này cho nó trong. Thảo giới thiệu xem các món nào. Món đi. Hôm nay có những món gì nhỉ? Hôm nay nhà cháu có nhiều món lạ lắm. Có món khoai, món xúc xích, món phèo, gan. Dạ dày nè. Dạ dày. Su hào muối này. Su hào muối bún, bún chấm. Củ rong luộc này. Củ rong luộc. Và có cả rau xanh. Một rổ rau xanh nhỉ. Đấy, toàn đồ rau thì toàn đồ nhà đó các bác nhá. Và có bánh mì. Đây trên tầng 2 rau em trồng ngay đây. Đấy, ngay đây. Thật ra là em bảo định ngay nắng là ăn. Nhưng mà bận quá không có thời gian. Nắng thì sẽ ăn bên ngoài các bác nhá. Rau trồng ngay bên cạnh luôn. Và mình đã mở làm cái tấm kính đây. Nhìn ra bên ngoài đẹp. View đẹp mua anh thầy à. Bạn ơi, ra đây. Ra đây bạn ơi. Đây các bạn à. Củ rong này, mua to chưa này, rong ta nhá mua. Quá là to luôn. 15.000 cân. Xà lách to nhà tụi xong rồi. Xà lách to tiếp. Củ tư này là củ bé nhất rồi này. Này mua chợ lu này, rẻ lắm, 15.000 cân. Xúc xích này, xúc xích gọi là tự làm truyền thống, tự làm hộ gia đình ấy. Ở Việt Nam không phải là ở 1.5 một cân các bác. Phát đâu cho các bạn. Rau rồi các bạn ơi, chưa nóng mấy đâu. Xúc xích chưa. Rau này toàn nhà chồng có bác nhá, su hào này, nhà chồng này. Người ta làm kim chi. Để ăn cùng nhưng mà mình không. Đấy, làm, ngon mình, luôn. Mình không làm kim chi, mình làm su hào. Cải thảo cũng làm được nhưng mà cải thảo mà phải có trời nắng nên nào. Bây giờ có 8 giờ chưa nhỉ? Làm này muộn các bác ạ, là cả buổi chiều dọn chỗ này xong rồi. Càng cái giờ phơi này, đấy có thể thu quần áo đằng kia. Thế là ngồi đây ăn cơm nướng không ảnh hưởng đến trong nhà. Ăn thế này, ăn gan, bố cắt gan cho chúng nó ăn mềm. Không. Quá tuyệt vời. Bố cái kẹp à, kẹp đâu nhỉ? À đây. À? Cái này dễ thương. Con mở, cho kia mở. Cái gì mở? Dạ. Thế đó. Hả? Mở. À, nghiêng ra đây. Đây, ca chín rồi này. Đây là ăn gan không? Mở này. Anh ấy có chả mực xoong của nó ít thằng một ta. Chả mực chả cá này nữa này các bạn này. Quý nhỏ. Cả một lần đầu tiên ăn kiểu thế luôn. Tôi vẫn đóng đá. Ô, ra gốc ra khỏi nhỉ. Cái này phải cho ra đi. Cắt rồi cho cái trái đó. Quỳnh có biết mình vui 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 vui. Ừ.